bất động sản Phan Hảo và Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại ngay chợ Lộc An của xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Vị trí của mình là kinh doanh buôn bán ha, ngay giữa chợ Lộc An luôn, và đi ra biển cũng khá là gần ha, đi biển cũng tầm vài trăm mét thôi. Vị trí kinh doanh buôn bán nha quý anh chị. Đây là chợ Lộc An nha. Lúc này cũng tầm gần trưa rồi nhưng mà cũng còn khá là đông nha quý anh chị. Thì hôm nay em lên cho quý anh chị một căn nhà cấp 4 ha, mình có thể kinh doanh buôn bán hoặc cho thuê được, đường ô tô vào tới nơi ha. Đây, đối diện chiếc ô tô luôn. Đây, nhà cấp 4 này. Thì hôm bữa em có chào cái lô đất này mà nhưng mà em đã bán rồi nha quý anh chị. Giờ bán kế tiếp đây là hôm bữa là bán lô đất này, giờ bán cái nhà này nha. Tính ra cái nhà này rẻ hơn nha quý anh chị. Này có nhà nhà tôn ha. Nhà nói chung là chủ bán đất tại nhà tặng nhà thôi nha quý anh chị. Thì căn nhà của này, nhà của mình là ngang 6m từ cái vị trí này ha. Qua hết bên này là 6m, sâu vào trong là 15m. Full hết thổ cư nha quý anh chị, mà giá chỉ có 1 tỷ 450 triệu thôi. So với cái lô vừa rồi em bán thì cái nhà mình khá là rẻ ha. Kinh doanh buôn bán đường ô tô vào tới nơi nha quý anh chị, thuộc xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Đường ô tô vào tới nơi nha. Đi ô tô thì mình đi đường này nha, tại vì ở đây cũng có mấy chiếc ô tô đây ha. Đường thông thương hết. Lô đất cực kỳ đẹp. Trên đất đã có nhà tôn nha quý anh chị. Em xin nói lại diện tích đây, ngang 6m. Đường mấy này qua đây ha, 6m, sâu vào trong là 15m, full hết thổ cư nha. Nói chung là bán đất tặng nhà nha quý anh chị, giống như cái kho thôi chứ cũng không có gì ha. Để em quay sơ cho quý anh chị xem. Vậy thôi ha. Bây giờ em sẽ quay ra đường ven biển, ra biển Lộc An ha. Nhà mình đây nha quý anh chị. Mình đi hai đường ha, đường thông thương hết nha. Đường nào ra không được. Đi ô tô thì đi đường kia, đây em đi đường xe máy, em đi ra ngay chợ luôn nha. Đây. Thông thương hết. Đi xe máy thì đi đường chợ, còn đi ô tô thì đi đường kia ha. Đây là chợ Lộc An nha quý anh chị. Hải sản đủ thứ luôn. Anh chị nào đang tìm vị trí kinh doanh buôn bán gần chợ, gần biển, vừa kinh doanh vừa nghỉ dưỡng thì móc liền cho em ha. Đây phía trước này đang làm lại quý anh chị. Ra đây là đường Lộc An, lộ Lộc An ha. Đây là cổng chợ Lộc An này. Hướng này là đi về quốc lộ 55 nha quý anh chị, về Láng Dài ha. Cách khoảng tầm 5 km là tới Lộc An. Còn đây là ra đường ven biển. Trong chợ nhưng mà bách hóa xanh rồi điện máy xanh thế di động đây cũng khá là đầy đủ nha. Em đang đi ra biển Lộc An đây nha quý vị. Từ cái vị trí đất mình đi ra biển Lộc An khoảng tầm 800 m đó, khá là gần nha. Đây đang làm vỉa hè quý vị. Đường này mới vừa lấy nhựa luôn ha. Lấy nhựa mới cứng luôn. Ra đây là đường ven biển quý anh chị, đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu đây. Tại vì mình đi Hồ Tràm khá là gần. Đây, đường ven biển đây ha. Hướng này đi về Hồ Tràm, đi Hồ Tràm khoảng tầm 7 phút đi xe nha. Khá là gần ha. Còn hướng ngược lại đây. Hướng ngược lại đây là đi về biển Phước Hải, đi về Long Hải, đi về thành phố Vũng Tàu, đi về thành phố Hồ Chí Minh. Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 90 cây, cách thành phố Vũng Tàu khoảng tầm 25 km ha. Mình ngay chợ luôn, sát biển luôn. Đối diện mình đây là biển Lộc An nha quý anh chị. Đi lên cái hẻm trên để trái ra biển luôn ha. Rồi để em quay cái sổ và soi quy hoạch quý anh chị xem. Đây là cái sổ của mình quý anh chị ha. Thửa đất số là 60 tờ bản đồ 57, địa chỉ là xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 88,9 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, full thổ cư ha, thời hạn đất ở lâu dài. Và đây là cái thửa của mình này. Thì đất của mình là quay về hướng đông nam ha. Anh chị nào hợp hai hướng đông nam thì móc cho em. Ở ngay gần ngã ba luôn nha quý anh chị. Góc hai mặt tiền đường nhựa luôn nè. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Ngang 6m, sâu 15, full thổ cư ha. Đây, ở quy hoạch mình đây nha quý anh chị. Phía trước mình 59 thiếu 10 phân ha. Phía sau là 6m, nở hậu cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Sâu là 15, full hết thổ cư nha quý anh chị. Ngay chợ luôn nè. Đấy, sát chợ luôn nha. Đấy. Đây là chợ ha, bên này là trường học tái định cư đây nha quý anh chị. Và ra đây là biển này.
mình ra biển từ đây, mình ra biển đây cứ xíu xíu thôi. Đấy, thì quý anh chị đó đang tìm vị trí ngay chợ vừa kinh doanh vừa nghỉ dưỡng thì inbox cho em nha. Ra biển có xíu xíu thôi, vài trăm mét ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.